Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Bá Hồng Audio. Clip này em test cặp loa BNW603S2, một cặp loa rất hay trong tầm tiền sử dụng hai loa bát thật. Anh em lưu ý nhé, hai loa bát thật. Rất nhiều anh em thắc mắc rằng cái cặp 603S2 này thì nó sử dụng loa bát thật hay bát điện, thì em giải thích rõ luôn với anh em là sử dụng loa bát thật, hai loa bát thật. Đó, bên trên là một loa mid bass, bên dưới là một loa bass luôn và một loa chép ở trên cùng. Đó, một cặp loa rất hay. Với những cái căn phòng khoảng tầm 25 mét trở lại thì chơi cặp này có thể nói rằng chất như nước cất, giá là 15 triệu đồng. Và hiện tại em đang ghép với chiếc âm ly Đà Đông 1500R. Em này giá cực kỳ yêu là 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi thôi các bạn. 9 triệu rưỡi nhé các bạn nhé. Giá cực kỳ rẻ và cực kỳ hấp dẫn. Em sẽ quay chi tiết em này ở clip sau. Đó, loa BNW603S2 và âm ly Đàn Ông 1500R Gold giá 9 triệu rưỡi, thị trường khoảng tầm 10 triệu rưỡi. Đó, và em này giảm ngay 1 triệu rưỡi. Đó, và đây nhá em này nhá, em này em sẽ quay chi tiết ở clip sau. Em này thì cũng còn nguyên bản nguyên zin tất cả luôn. Đó, nguyên bản nguyên zin và nó có một chút sức nhẹ nhẹ ở đây. Đó, chính vì vậy thì nó có một cái mức giá cực kỳ hợp lý. Sức nhẹ nhẹ ở góc kia các bác nhé, và góc này một chút giảm ngay khoảng độ 1 triệu rưỡi hơn. Đó, chỉ còn 9 triệu 500 nghìn đồng thôi. Bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn, 9 triệu 500 nghìn đồng. Đàn ông 1500R chắc chắn rằng sẽ hiếm có cơ hội để sở hữu một cái mức giá êm ái như vậy. 9 triệu 500 nghìn đồng thôi các bác nhé, còn lại thì nguyên zin nguyên bản và đẹp tất cả luôn. Đó, ok, và tiếp tục là cặp loa bên W603S2. Cặp này thì quá là đẹp xuất sắc luôn rồi, mọi chi tiết các bạn, mọi chi tiết đều rất là đẹp luôn. Đó, 603S2. Anh em nào đang tìm một bộ hợp lý để chơi chơi audio thì đây sẽ là một cái cấu hình mà chúng ta rất là đáng để chơi luôn nha các bác nhá. Chỉ vì đời mình chưa có
xuyên qua lá, hạt sương lìa cánh, đời mong manh quá, kể chi chuyện mình, nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh. Ngang nhìn nhau để rồi.